Xin chào mọi người, chị Pu rất cảm ơn mọi người vì đã chia sẻ mong muốn của các bạn với chị trong suốt thời gian vừa qua. Và có những thử thách mà chị cảm thấy rất rất thú vị và vô cùng dễ thương nữa. Và ngày hôm nay chị đang có mặt ở một nơi đặc biệt cùng với một người bạn tham gia vào một thử thách mà chị nghĩ cũng khá là gian nan. Cùng đi với chị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đột nhập. Hello. bạn có phải là Phong không nhỉ? Dạ phải. Mình là Chi Pu. Cảm ơn Phong rất là nhiều vì đã chia sẻ cho Chi Pu thử thách mà bạn muốn thực hiện. Và hôm nay Chi Pu đến đây để thực hiện thử thách cùng với bạn. Có phải là trượt ván không nhỉ? Đúng rồi. Thực ra Chi cũng chưa bao giờ có cơ hội tập cả, cũng thấy rất là gian nan đấy. Nhưng mà hôm nay cùng thử nha. Đã đeo đồ bảo hộ xong và bây giờ mình sẽ hỏi Google cách trượt ván cơ bản nhé. Ok Google, hướng dẫn trượt ván cơ bản. Hơi khó quá. Khó quá. Bây giờ mình tập đứng lên tập ván đi. Tập bằng trước ha. Ok. Theo hướng dẫn là mình phải để như vậy. Rồi xong. Xong đó. Dù chưa nó không phải đấy. Ê, có gãy cái. Có gãy. Gãy xuống chỗ. Ồ này à. Khó quá. Ê, anh ơi. Thử thách ngày hôm nay cũng khá là đau đớn, nhưng mà bù lại thì cũng rất là thú vị. Và chắc chắn là cả Chi và Phong hôm nay thì đã có những giây phút tập luyện rất là sảng khoái rồi đúng không? Rất là hăng say. Và Chi mong rằng là trong thời gian tới thì Phong cũng có nhiều thời gian hơn để tập luyện bộ môn trượt ván này. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã vượt qua thử thách cùng với Chi và Phong. Annyeong, tạm biệt, hẹn gặp lại sớm nha.